Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần của kênh thông tin Giáo phận Phú Cường. Tôi là Mộng Tuyền và người đồng hành cùng với tôi trong chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu với quý vị và các bạn MC Phương Anh. Phương Anh rất vui mừng khi ngày hôm nay được ngồi đây để cùng với chị Mộng Tuyền cùng chia sẻ với quý vị về một vấn đề mà được khá nhiều người quan tâm trong suốt thời gian qua. Mộng Tuyền cũng như là quý vị khán giả chắc chắn cũng đang rất là nóng lòng muốn biết vấn đề đó là như thế nào. Và không biết rằng là chị Phương Anh có thể chia sẻ được không ạ? Vâng, và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay xoay quanh bản án về chống lại Đức Hồng Y George Pell, người Úc. Một người tòa án giấu tên, chỉ gọi bằng bí danh là AA, cáo buộc rằng sau thánh lễ ngày 15 tháng 12 hoặc là ngày 22 tháng 12 năm 1996, anh ta và một ca viên khác trong dàn hợp xướng trốn khỏi đám rước và lao vào phòng thánh để uống rượu lễ. Và lúc đó thì Tổng giám mục Pell bước vào, cởi một phần áo lễ và buộc họ thực hiện khẩu dâm. Cảm xúc đầu tiên của Tuyền khi nghe thông tin này thì mình cảm thấy điều này rất là khó tin. Chắc chắn rằng là không thể nào xảy ra được, bởi vì theo Tuyền nghĩ rằng là Đức Tổng giám mục Pell cũng như hầu hết các linh mục ở Úc sẽ luôn đứng ở bên ngoài thánh đường sau khi thánh lễ đã xong để chào hỏi anh chị em giáo dân. Và lúc nào bên cạnh ngài cũng có vị trưởng ban nghi lễ phụng vụ đi kèm, Đức ông Chuck Botelli, vị phụ trách các nghi lễ phụng vụ của ngài, cũng đã làm chứng rằng những cuộc tấn công không thể xảy ra bởi vì Đức ông đã ở bên ngài suốt thời gian ngài mặc áo lễ trong những ngày đó. Vâng, và Phương Anh nghĩ rằng phong thánh của nhà thờ chính tòa thánh Patrick lúc nào cũng nhộn nhịp sau thánh lễ và có ít nhất hàng chục người ra vào, dọn dẹp và thay áo. Ai đã từng đến nhà thờ này đều nhận ra phòng thánh này lúc nào cũng đông đúc và mở toang sau thánh lễ. Và có thể quan sát từ nhiều phía, làm sao một chuyện lạm dụng tình dục này có thể xảy ra ở một nơi công cộng được ạ? Kính thưa quý vị, theo Tuyền cũng được biết thì tất cả các ca viên khác, dĩ nhiên là bây giờ thì các anh chị ấy cũng đã trưởng thành rồi, cùng với lại giám đốc của dàn hợp xướng và trợ lý của giám đốc và các cựu thành viên đã trưởng thành khác của dàn hợp xướng, Đức ông phụ trách các nghi lễ phụng vụ và ông Từ cũng đều làm chứng. Và từ lời chứng của họ thì chúng ta biết được những điều như thế này là có ít nhất 40 người đã không hề thấy hai đứa trẻ trong dàn hợp xướng đột nhiên tách ra khỏi đám rước sau thánh lễ. Và hai đứa trẻ trong dàn hợp xướng nói là bị lạm dụng, sau đó không thể vào phòng tập hát qua hai cánh cửa bị khóa bởi vì chúng không có thẻ an ninh. Vâng, và trong cái khoảng thời gian này á thì dường như là không hề có một bất cứ một cái tin đồn nào liên quan đến cái biến cố tệ hại như vậy xảy ra từ đó, và trong suốt mấy chục năm qua cũng không hề có tin đồn nào mà liên quan đến cái sự kiện này. Tuyền cũng được biết là trước phiên tòa thì mẹ của người được cho là nạn nhân thứ hai này đã chết ấy, cũng cho biết con bà đã nói với bà trước khi qua đời rằng anh ta chưa bao giờ bị lạm dụng tính dục. Vâng, và một điều quan trọng nữa đó là ngài là thành viên của Hồng Y đoàn của Hội Thánh Roma và là một quan chức của Vatican. Đức Hồng Y có hộ chiếu ngoại giao của Vatican và quyền công dân của quốc gia thành Vatican. Nếu như mà thực sự ngài phạm tội á, thì ngài lẽ ra có thể ở lại trong vùng an toàn đặc miễn ngoại giao của Vatican. Chính quyền Úc không hề chạm tới, nhưng mà vì Đức Hồng Y Pell biết mình vô tội nên ngài quyết tâm về quê để bảo vệ cái danh dự của bản thân mình, của Hội Thánh, và theo nghĩa rộng hơn để bảo vệ hàng thập kỷ làm việc của ngài để tái xây dựng lại giáo hội công giáo ở Úc, nơi nhiều phần sống động vẫn còn nở rất nhiều sự lãnh đạo và lòng can đảm. Như vậy là với những thông tin trên thì chắc chắn quý vị cũng đang tự hỏi rằng tiến trình xét xử ngài đã diễn ra như thế nào. Tuyền cũng xin được chia sẻ với Phương Anh cũng như là với quý vị khán giả rằng là cảnh sát Victoria cũng đã bắt đầu một cuộc điều tra một năm trước khi có bất kỳ khiếu nại nào đã được đệ trình. Trong quá trình điều tra đó thì cảnh sát đã lấy ra các quảng cáo trên báo để tìm kiếm thông tin về bất kỳ hành vi không đáng có nào với trẻ vị thành niên tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở Melbourne, dù chính quyền không có bất kỳ gợi ý nào về các hành vi sai trái tại đây cả.
Vâng, và khi các cáo buộc đã được đặt ra thì Đức Hồng Y Pell đã tạm rời bỏ các cái chức vụ của mình ở Vatican để quay trở về với nước Úc. Một phiên điều trần để xác định liệu các cáo buộc có đáng được đưa ra xét xử hay không đã được tổ chức. Chánh án trong phiên điều trần đã loại bỏ nhiều cáo buộc vô lý nhưng cho phép điều tra tiếp một số vấn đề khác. Mặc dù bà nhận thấy rằng mình sẽ không bỏ phiếu để kết án đối với các cáo buộc đó, nhưng dù sao bà nghĩ rằng những cáo buộc ấy cũng nên được xét xử cho sáng tỏ giữa bầu không khí công cộng sôi sục, có thể so sánh những cáo buộc này với những cơn cuồng loạn săn lùng phù thủy vào thế kỷ thứ 17. Và với cơn cuồng loạn như thế thì một phiên tòa hình sự đã được tổ chức. Trong phiên tòa đó và sau khi các luật sư đã bào chữa cho Đức Hồng Y Pell chứng minh rằng những tội ác mà ngài bị cáo buộc không thể nào xảy ra nổi, thì một bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu 12 để tha bổng cho ngài. Nhưng điều đó có nghĩa là bồi thẩm đoàn bế tắc bởi vì hai người đã không muốn tha cho ngài. Một số thành viên đã khóc khi mà họ không thuyết phục được hai người kia đồng thuận với họ, và như thế tòa đã quyết định xét xử lại. Và chúng ta cũng cần nhớ một điều rằng bồi thẩm đoàn là những người được bầu chọn từ các công dân rất bình thường của nước Úc. Vâng, và tại phiên tòa xét xử lại á, thì các luật sư bào chữa cho Đức Hồng Y Pell đã chứng minh rằng có 10 điều không thể tin được và không thể xảy ra, và đồng thời trùng hợp như thế trong cáo buộc chống lại ngài. Tuy không có thêm bất cứ tố cáo nào từ phía bên nguyên cáo hay là từ bất cứ người nào khác về hành vi sai trái nào của ngài từ lần xử trước cho đến lần xử này. Và đồng thời cảnh sát cũng bị chỉ ra là đã sơ suất trong việc điều tra hiện trường của vụ án được cho là nơi xảy ra lạm dụng. Thế mà bồi thẩm đoàn thứ hai đã bỏ phiếu 12-0 để kết tội ngài. Thẩm phán phiên tòa cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi mà nghe những cái phán quyết như vậy á. Có thể vì thế mà phán quyết đã được đưa ra từ hồi tháng 12, nhưng cho tới tận bây giờ thì mới được công bố. Kính thưa quý vị, và với sự khác biệt một trời một vực giữa phán quyết của bồi thẩm đoàn đầu tiên và của bồi thẩm đoàn thứ hai, thì chúng ta cũng thấy rằng là giữa cơn xiết truyền thông xung quanh Đức Hồng Y Pell thì cho thấy các yếu tố ý thức hệ và lòng căm thù công giáo đã tác động vào phiên tòa này. Vâng, và tất nhiên là các luật sư của Hồng Y Pell sẽ kháng cáo chứ ạ? Kháng cáo sẽ được xét xử bởi một hội đồng xét xử gồm các thẩm phán cao cấp, là những người có thể quyết định rằng bản án vừa qua là một phán quyết không an toàn, mà bồi thẩm đoàn không thể đạt được một cách hợp lý trên cơ sở bằng chứng đáng tin cậy. Và nếu như thế, phán quyết vừa qua chống lại Đức Hồng Y Pell sẽ vô hiệu và bị hủy bỏ. Như vậy thì không biết rằng là phản ứng của các thành viên trong giáo hội sẽ như thế nào đối với vụ kết án này? Phương Anh có biết không, Linh Mục Raymond de Souza, chủ bút của tờ tạp san Convivium, đã gọi đích danh vụ khởi tố Đức Hồng Y Pell là sự bất hại tôn giáo. Và còn Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, thì nói với tờ National Catholic Register rằng việc khởi tố Đức Hồng Y Pell và giam giữ ngài là một sự chà đạp công lý rất là nghiêm trọng, xuất phát từ lòng thù hận đức tin dựa trên những cáo buộc mà vô bằng vô cớ và hoàn toàn không thể nào mà đáng tin được. Và theo Đức Hồng Y Müller, vụ khởi tố Đức Hồng Y Pell là sản phẩm của một nền công lý băng hoại, bị lèo lái bởi các thế lực thù ghét giáo hội công giáo. Kết luận của tòa án ở Melbourne hoàn toàn đi ngược lại với cả lý trí và công lý. Cái công lý của đám đông đang reo hò hét hiện nay á, theo Đức Hồng Y giống như hiểu biết về công lý vào thời vua Henry thứ 8. Và Đức Hồng Y Müller cũng đã nói với National Catholic Register trong cuộc phỏng vấn hôm ngày 4 tháng 3 rằng là giống như mọi người khác, tôi không thể nhìn thấy khả năng phạm tội trong hoàn cảnh như vậy. Báo chí của Úc cũng đang hô hào một bản án lên tới 50 năm tù cho Đức Hồng Y Pell. Và nhận xét về điều này, Đức Hồng Y Müller cũng nói rằng nếu không có bằng chứng, bạn không thể kết án hay giam giữ một người tới 50 năm. Đó là một thứ công lý mang rợ thời Henry thứ 8 và nó cho thấy sự băng hoại của một hệ thống luật pháp dưới áp lực của đám đông.
Và bên cạnh đó thì ôn hòa hơn thì Đức Tổng Giám mục Mark Collegeot, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc đã viết: các giám mục đồng ý rằng mọi người nên bình đẳng dưới pháp luật và chúng tôi tôn trọng hệ thống pháp lý của Úc. Cùng một hệ thống pháp lý đã đưa ra lời kết án và sẽ xem xét việc kháng án mà toán luật sư của Đức Hồng Y đã đệ nạp. Hy vọng của chúng tôi lúc nào cũng thế, là nhờ diễn trình này công lý sẽ được phục vụ. Kính thưa quý vị, nhìn lại những vấn đề liên quan tới vấn nạn lạm dụng tính dục trong thời gian vừa qua, hay những phán quyết của tòa án dành cho một số giáo sĩ, và cụ thể ở đây là Đức Hồng Y Pell. Chúng ta không vì thế để hùa theo hay là phán quyết theo ý kiến chủ quan của mình, hoặc là muốn vạch trần tội lỗi của một ai. Nhưng qua đó chúng ta có thể thấy rằng giáo hội của chúng ta là một giáo hội lữ hành giữa trần gian, và giáo hội của chúng ta không phải được xây dựng trên những phán quyết, những lỗi lầm của một cá nhân nào đó, nhưng giáo hội của chúng ta được xây dựng trên nền tảng chính Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, kính thưa quý vị, thay vì hùa theo dư luận để lên án giáo hội hay một ai đó, thì chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội của chúng ta đang đứng trước những chống phá của ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình câu chuyện cuối tuần của kênh thông tin Giáo phận Phú Cường ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.